Xin chào tất cả mọi người, mình là Loan. Trước đây mình làm việc cho một công ty Việt Nam, nhưng mà hiện tại mình đang là điều phối viên trong lĩnh vực khách sạn của một tập đoàn quốc tế. Nói về những cái lý do mà để làm động lực cho mình thay đổi, thì cái thứ nhất là mình là một con người muốn thăng tiến, nhưng mà môi trường công việc nó ở một cái môi trường cũ thì mình không có thể tiến xa được. Và cái điều thứ hai là khi mình thấy bạn bè mình làm việc trong những tập đoàn nước ngoài thì mình cũng muốn là có cơ hội để sau này mình làm việc trong những tập đoàn giống như vậy. Cái động lực mà nhiều nhất với mình đó là cái lúc mà mình đã bị trượt phỏng vấn của một cái tập đoàn nước ngoài. Kinh nghiệm thì mình có nhưng mà mình thiếu đi cái tiếng Anh, thì đó là một trong những cái lý do mà mình cần phải có thay đổi cái việc học tiếng Anh của mình. Và cái thứ ba là mình vì con mình là cái động lực, cũng là một trong những cái động lực mà để mình thay đổi cái việc học tiếng Anh. Có nghĩa là mình muốn sau này con nó nhìn thấy được là trước đây mẹ đã từng học tiếng Anh và mẹ có cơ hội để mẹ thăng tiến sau này trong công việc và cũng như cho tương lai của con. Thì cái rào cản lớn nhất của mình đó là trong một lần đi phỏng vấn á, kinh nghiệm của mình á, thì mình tự tin để mà mình phỏng vấn được vào cái vị trí đó. Nhưng mà sếp có nói với mình một câu là kinh nghiệm của em á, thì có thể là em giỏi hơn các bạn, nhưng mà về cái trình độ ngoại ngữ thì em không có, thì anh không thể nào em nhận được em vào cái vị trí đó được. Rất là tiếc là mình bị mất cái cơ hội đó ngay từ lúc đó. Đó là cái động lực mà để cho mình bắt đầu học tiếng Anh ngay vào cái thời điểm đó. Mọi người có biết không là vừa chăm lo cho gia đình mà vừa đi làm, vừa phải đi học tiếng Anh, thì cái lúc đó thật sự là rất là khó với mình. Ai cũng nghĩ là không biết là mình có thể làm được không, vì mình lúc đó con mình nó còn rất là nhỏ và công việc thì mình phải đi làm suốt từ thứ hai đến chủ nhật luôn. Chính vì những cái lời bình đó thì mình nhận ra được là mình phải làm sao để vượt qua cái việc đó, là chắc chắn mình phải làm được và mình phải làm cho bằng được cái việc là mình có thể học được tiếng Anh, để mà mình thay đổi thứ nhất là về cái môi trường làm việc và cái thứ hai là thay đổi cái cuộc sống của mình sau này. Thật ra trước đây thì mình chưa từng học tiếng Anh ở bất kỳ trung tâm nào, cho đến khi mình học ở OneTrip thì mình thật sự ấn tượng với cái môi trường ở đây. Thứ nhất là môi trường 100% tiếng Anh, bạn có thể sử dụng tiếng Anh ở mọi lúc mọi nơi. Cái thứ hai là khi bạn cần nói tiếng Anh, khi bạn book lịch nè, bạn có khó khăn gì trong cái việc học, bạn cũng phải cố gắng bằng nói tiếng Anh. Có nghĩa là bạn nói tiếng Anh để mà tạo một cái cảm giác là bạn tự tin để mà bạn giao tiếp, và đó là cũng tạo cho bạn một cái thói quen phản xạ tốt khi mà bạn học tiếng Anh ở đây. Và cái điều để khiến mình ấn tượng ở đây nữa là đội ngũ giáo viên cũng như là các bạn PT ở đây, thì các bạn rất là nhiệt tình trong cái việc là hỗ trợ mình việc học tiếng Anh. Thì giáo viên á, thầy hướng dẫn mình tận tình từng cái phát âm, và các bạn PT ở đây thì luôn hỗ trợ cho mình trong cái việc là mình gặp khó khăn trong cái việc học, cũng như là những cái lúc mà mình cần thay đổi lịch học. Tại vì ở cái môi trường này thì bạn rất là bận rộn, các bạn đều đi làm hết, thay đổi cái lịch học để đúng với cái thời gian của mình. Tiếng Anh trở thành một cái cột mốc rất là quan trọng trên con đường sự nghiệp của mình. Nhờ tiếng Anh mà mình có được cái công việc hiện tại, làm ở một cái vị trí điều phối viên ở tập đoàn đứng thứ ba thế giới về quản lý khách sạn. Và cũng nhờ cái công việc này thì mình có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình cũng như là cho bản thân mình. Và cái điều cuối cùng mà mình rất là tự tin đó là khi mà mình có tiếng Anh rồi thì mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó trở nên thú vị, nó vui vẻ hơn. Và mình nghĩ là cái việc học tiếng Anh của mình là một cái quyết định sáng suốt vào cái thời điểm đó. Mọi người đều cho rằng càng lớn tuổi thì bạn càng khó có thể mà tiếp thu được, cũng giống như là cái việc bạn đi học tiếng Anh. Thì đối với mình là một người mẹ, là một người bắt đầu học tiếng Anh ở một cái giai đoạn không có gọi là quá sớm, nhưng mà nó cũng không là muộn đối với mình, thì mình đã vượt qua được cái rào cản tiếng Anh đó, và hiện tại là mình đã thực hiện được những cái điều mình muốn làm trong cuộc sống. Nếu thật sự bạn muốn thì không có điều gì có thể ngăn cản bạn được. Vậy hãy phá vỡ rào cản bằng cách trau dồi tiếng Anh ngay từ hôm nay.